Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn đang có mặt tại bãi biển của bãi cháy, tức là bãi biển Hạ Long Bay. Và Minh Toàn đang đứng ở đây là đang đứng ở ngoài bãi biển cát ở đây. Thì như quý bà con cô bác đang nhìn thấy, đây là cái cảnh ở bãi biển của Hạ Long Bay vào cái mùa không phải là mùa du lịch. Đây là các cái bãi tắm của bãi biển Hạ Long Bay. Đây, Minh Toàn sẽ quay lại cái màn hình này để gửi đến quý bà con cô bác nhé. Và mến thưa quý bà con cô bác, đây là một cái vào mùa không phải là mùa du lịch của Hạ Long Bay, thành ra là về đây thì du khách nơi đây thì cũng rất là ít. Thì như Minh Toàn quan sát thì không, hầu như là không có khách về để tắm luôn. Đây quý bà con bác đi ở đây, cát nước nó phùng xỉn lắm quý bà con ạ. Đây hình như là có những cái con tàu này là con tàu hút cát hay là đổ cát gì đấy, để mình toàn tìm hiểu họ xem. Đây có cái eo này. Xa xa đầu kia thì quý bà con cô bác có thể nhìn thấy đó, đấy là cái cáp treo đi từ Hòn Gai sang Hạ Long Bay và từ Hạ Long Bay sang Hòn Gai đấy. Từ bãi cháy sang bên Hòn Gai và phía bên trước mặt chúng ta đấy là Hòn Gai của Quảng Ninh. Và đằng trước mặt chúng ta đây, đây toàn bộ đây là cái vịnh Hạ Long quý bà con ạ. Toàn bộ đây là cái vịnh Hạ Long. Những cái ngọn núi xa đầu kia ở đấy là vịnh Hạ Long đấy quý bà con cô bác ạ. Và đây như quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận và nhìn thấy được, ở đây thì hầu như là không có du khách tắm biển luôn đấy. Mà bây giờ cũng là buổi chiều rồi, nhưng mà tầm là tầm giờ tắm biển, nhưng mà mùa này là không phải là cái mùa du lịch, nên mà lượng du khách về với Hạ Long Bay là cũng rất là ít. Mến thưa quý bà con, đây là nước ở cái bãi biển. Nước thì vào mùa này nước khá là đục. Wow. Bây giờ là nước bắt đầu lên rồi và sóng biển cũng khá là to rồi quý bà con ạ. Gió to, sóng lớn rồi. Và đây là một số cái con tàu mà không biết là hút cát hay đổ cát, Minh Toàn cũng không rõ lắm. Đây. Alo, bao nhiêu tiền anh? Khoảng mấy giờ hàng về anh? 7 giờ anh. Khoảng nhiều bao nhiêu tiền anh nhỉ? Là bao nhiêu anh? Vâng, anh cứ giao em nhé. Mến thưa quý bà con, nước tràn theo cái chỗ trụng và nó sẽ vào như thế này quý bà con ạ. Nó sẽ vào như thế này. Đấy. Vào đây và
Mến thưa bà con, một cái cảnh mà ở Hạ Long Bay ít người sẽ gặp được cái cảnh tượng này, đó cảnh tượng không có khách, không có du khách, không có người về tắm biển mà chỉ có những công nhân mà thôi. Một cảnh tượng phải nói là khá là điều hưu ở Hạ Long Bay, một cái nơi mà khá là sầm uất. Bởi vì vào mùa này thì là không phải là mùa du lịch, chính vì thế mà ở Hạ Long Bay cũng không có du khách về để tham quan. Minh Toàn cũng nhìn thấy xa xa đầu kia thì được một vài em học sinh. Còn lại là sẽ không có quý bà con cô bác. Và đây không biết là các cái anh này là hút cát hay là đổ cát, để Minh Toàn xuống tìm hiểu xem. Wow, thật là không khí thật là mát mẻ quý bà con. Thật là thú vị khi mà đi trên bãi cát như thế này. Để nắp chai hay là cái chai? À, chỉ là nắp chai thôi, có những con cá chết ở đây luôn. Nói ở đây thì ngoài tàu không nghe được. Dùng những ký hiệu thôi.
Kính thưa quý bà con cô bác, đây là những con tàu mà hút cát, tức là mở rộng biển. Đấy, quý bà con cô bác có thể nhìn thấy cuối ngày thì các tàu này về đây rất là tấp nập. Nghề hút cát này cũng khá là vất vả đấy. Tàu kia là hút cát hay là đổ cát đi chú nhỉ? À, hút bớt cát đi á, à, xả cát vào đấy á, à, nhà, à, tức là thưa quý bà con cô bác, đây là những cái con tàu mà xả cát vào đây để làm cái bãi tắm, từ hút cát nơi khác về và xả vào đây để phục vụ làm các cái bãi tắm cho chúng ta du khách mà khi mà đến Hạ Long Bay. Đây, và những cồn cát này là những con tàu này đã đổ cát về đây. Minh Toàn cứ tưởng là những cái con tàu này sẽ là hút cát đi để mở rộng thêm biển, nhưng mà hóa ra là ngược lại với bà con ạ. Không phải là hút cát đi mà sẽ đổ cát vào đây. À, đây là một số cái cần cầu, cần khoan mà đang xây dựng ở Hạ Long Bay. Nhìn cảnh tượng này thì cái bà con cô bác thực sự chắc không ai muốn đến Hạ Long Bay bây giờ đâu. Khoan các cái trụ đấy hình như là để đổ bê tông xuống dưới hay sao. Chạy cả đường điện ra đây nữa quý bà con cô bác ạ, nói chứ khá là hoành tráng luôn. Toàn
hôm nay đi xuống Hạ Long Bay, nhưng mà thực sự muốn gửi một số cái hình ảnh về Hạ Long Bay, sầm uất đến hạ của Hạ Long Bay đến quý bà con cô bác. Nhưng mà hôm nay thực sự là thấy Hạ Long Bay hơi vắng khách, toàn quá là bất ngờ.